dặn anh công, Chúa chánh canh phòng đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay, lo lắng dựng xây biến bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Dĩ như vì Chúa chẳng xây nhà, Chúa chẳng xây nhà, thờ nề giấc già cũng là uổng công. Chúa chẳng canh phòng, Chúa chẳng canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công. Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ích gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con, chính Chúa thương tình Ngài hằng. Thịt Ngài đã trở nên rượu bánh nuôi con.
tất cả chúng con cùng nhau đến đây giữa tiệc thánh.